quý vậy trong khi đó thì nhà trắng đang có kế hoạch giúp đỡ những người tị nạn Ukraine vào Hoa Kỳ. Nhà trắng dự kiến sẽ công bố một kế hoạch trong những ngày sắp tới giúp cho những người tị nạn Ukraine dễ bị tổn thương có thể vào Mỹ một cách dễ dàng hơn theo một báo cáo cho biết. Các nguồn tin đã chia sẻ với NBC News rằng một kế hoạch có thể được công bố trong tuần này sẽ cho phép các nhà hoạt động, nhà báo cũng như người Ukraine là thành viên của cộng đồng LGBTQ tới Mỹ một cách an toàn và có thể tạm trú. Các nguồn tin cho biết nó cũng sẽ đẩy nhanh quá trình đoàn tụ người Ukraine với các thành viên gia đình của họ hiện đang ở Mỹ. Các quan chức chính quyền Biden đã ám chỉ tới kế hoạch vào ngày thứ ba, tức là ngày 22 tháng 3, nhưng đã không chia sẻ bất kỳ thêm một chi tiết cụ thể nào. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Jake Sullivan, cho biết rằng Tổng thống Joe Biden sẽ công bố những đóng góp hơn nữa của Hoa Kỳ trong hoạt động ứng phó nhân đạo có phối hợp nhằm giảm bớt đau khổ của dân thường phía bên trong quốc gia Ukraine và nhằm đáp ứng với dòng người tị nạn đang ngày càng gia tăng. Tổng thống Mỹ hiện đang chuẩn bị tới Bỉ và Ba Lan để tham dự vào hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của khối NATO về cuộc chiến ở Ukraine và cũng tham khảo ý kiến của các đồng minh về các lệnh trừng phạt bổ sung của Nga cũng như việc viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Biden đang cân nhắc việc sử dụng quyền tổng thống của mình để ân xá nhân đạo cho những người tị nạn hoặc là chỉ định họ theo một chương trình từng được sử dụng để dùng để di tản cho những người tị nạn ra khỏi vùng chiến sự tại Afghanistan. Các lựa chọn sẽ không đảm bảo tình trạng pháp lý vĩnh viễn. Thế nhưng Nhà Trắng tin rằng hầu hết người Ukraine cuối cùng rồi họ cũng muốn trở về nhà của họ sau khi họ đã tìm được nơi trú ẩn an toàn ở ngoài Ukraine hoặc là ở châu Âu. Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas vào tuần trước đã tuyên bố rằng những người tị nạn xin tị nạn ở Mỹ sẽ không bị từ chối nữa sau khi có báo cáo về việc một số người đã bị từ chối việc nhập cảnh tại biên giới Mỹ-Mexico. Theo đề xuất của Nhà Trắng, những người tị nạn sẽ được đưa tới Mỹ bằng đường hàng không và được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tránh những thử thách nguy hiểm và không chắc chắn mà những người tị nạn phải đối mặt tại biên giới thực địa của Hoa Kỳ, theo mạng lưới này cho biết. Vào hồi đầu tháng 3 được biết Hoa Kỳ đã thông báo rằng các công dân Ukraine hiện đã ở Mỹ trước ngày 1 tháng 3 sẽ được phép lưu trú trong 18 tháng sắp tới. Được biết, khoảng 3,5 triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ cuộc xâm lược vô cớ của Nga đã xảy ra cách đây 4 tuần, đánh dấu cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Đây là một câu nói theo cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết. Tổ chức này cũng cho biết rằng đại đa số đã chạy sang Ba Lan, Slovakia, Romania, Hungary và Cộng hòa Moldova. Hơn một phần tư triệu người hiện đang trú ẩn ở Nga và đồng minh là Belarus.